Mình xin chào tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Hôm nay mình có làm một cái video là khắc phục cái tình trạng là bị cào manh và nhay góc. Ở đây, cái hàng của mình đây. Trước khi các bạn may thì các bạn thấy một cái vẹt nó trắng ở trên cái thành một cái hàng thành phẩm của mình. Thì là trong cái trường hợp như thế này thì cái hàng của mình nó đang trong tình trạng là bị cào manh nhá. Đó. Cái chân vịt bới của mình nó đang bị cào hàng này. Nó sẽ gây tình trạng là xước sơn. Đấy. Các bạn nhìn rõ chưa? Đây là một cái vết dài dọc. Đấy, đây là cái lỗi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý. Và cái nguyên nhân của nó là nó có hai nguyên nhân chính. Một là do răng cưa và cái thứ hai là do chân vịt. Cái răng cưa của mình ấy thì là một là nó thấp quá. Đấy, cái thứ hai là răng cưa nó cao quá thì nó cũng gây tình trạng này. Cái nguyên nhân thứ hai nó là do chân vịt. Thì anh em phải kiểm tra cái chân vịt của mình xem nó chân vịt giữa và chân vịt bới nó đi có đồng nhất với nhau hay không. Nếu mà hai cái này của mình chỉnh chưa chuẩn thì nó cũng gây đến tình trạng cào manh. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa là do cái chân vịt bới của mình nó bị sắc quá. Đấy, nó bị xước thì anh em phải kiểm tra. Đây mình sẽ vào máy, mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình chia sẻ các bạn cách khắc phục cái tình trạng này. Đây thì là mình xin giới thiệu với các bạn, đây là con máy Hikari của bên mình nhá. Con máy này là con máy cơ. Đấy, máy cơ với máy điện tử thì nguyên lý hoạt động nó như nhau thôi, chỉ khác nhau là tự động cắt chỉ và lại mũi đối với con máy điện tử. Trước tiên là mình phải kiểm tra đến răng cưa của mình xem nó cao quá hay không mà nó thấp quá hay không. Thì để kiểm tra được thì mình sẽ mở cái chân vịt, tháo chân vịt giữa này ra này, tháo chân vịt rìa ra cho các bạn nhìn cho rõ. Rồi, thì muốn kiểm tra được cái răng cưa này cao hay thấp thì anh em chỉ cần là quay xuống một vòng nhá. Anh em quay một vòng sau, quay bao giờ cho đến thời điểm răng cưa lên cao nhất, kim mình lên cao nhất và răng cưa lên cao nhất. Đấy, thì các bạn chỉ cần là kiểm tra làm sao nó sẽ cách cái mép trên của răng cưa, nó sẽ cách cái mép mặt nguyệt khoảng độ 1,5 ly đến 2 ly, khoảng 2 ly đổ lại nhá. Rồi, đây là nó đang bị cao quá thì mình sẽ hạ bớt xuống. Đây là con ốc chỉnh cao thấp của răng cưa. Và hai con ốc bên trong này là chỉnh độ tiến lùi của răng cưa nhá. Rồi mình sẽ mở con ốc này ra này. Mình sẽ điều chỉnh làm sao cho cái răng cưa nó sẽ cách mép của mặt nguyệt khoảng độ 1,5 ly. Rồi. Đây, trong khi mình đã chỉnh xong rồi nhá, các bạn quay lên tận cùng cho răng cưa mình lên cao nhất. Thì các bạn xem làm sao cái răng cưa nó nhô lên khỏi mặt nguyệt khoảng độ 2 ly. 2 ly nhá, các bạn phải cho nó hơi cao một tí. Các bạn đừng cho thấp quá và đừng cho cao quá. Đấy. Rồi. Đấy nhá. Các bạn kiểm tra này, sau lúc mình quay lên tận cùng cái răng cưa của mình nó sẽ nhô lên khỏi mặt nguyệt khoảng 2 ly. Rồi tiếp đến là mình kiểm tra đến chân vịt của mình, chân vịt bới của mình xem mà nó có bị sắc quá hay không này. Đấy, nó sắc quá thì anh em lấy dây giáp mình mài đi, hoặc là mình sẽ thay thế bằng cái chân vịt mới. Rồi, cái tiếp theo nữa là mình chỉnh theo độ cao của răng cưa rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh đến
bước đi của chân vịt. Đấy, các bạn lưu ý cái này. Cái chân vịt rìa này nó càng xuống thấp thì nó sẽ gây tình trạng cào manh càng cao. Thì muốn chỉnh được độ cao thấp của chân vịt rìa này thì mình phải chỉnh chân vịt giữa. Chân vịt giữa của mình càng lên cao thì cái chân vịt ngoài của mình nó càng xuống thấp, và ngược lại là cái chân vịt ngoài của và ngược lại là cái chân vịt giữa của mình càng xuống thấp thì chân vịt ngoài càng lên cao. Đấy. Thì các bạn chỉ cần chỉnh này, các bạn quay răng cưa lên cao nhất. Các bạn nhìn làm sao, chỉnh làm sao cho cái mép dưới của cái chân vịt giữa này nó nằm trên răng cưa khoảng 0,5 mm. Tức là nằm trên răng cưa nhá. Là ok. Đó, các bạn chỉ cần quay răng cưa lên tận cùng thì các bạn xem cái mép dưới của chân vịt giữa sẽ nằm cách cái răng cưa khoảng 0,5 mm. Các bạn đừng cho cao quá và đừng cho thấp quá. Cao quá sẽ lúc trong quá trình may nó sẽ bị nhay góc, cào manh, và thấp quá sẽ bí hàng. Đi sẽ kêu máy, máy sẽ kêu tiếng ồn to. Muốn chỉnh được cái này thì các bạn phải mở con ốc ở trên đầu máy lên. Đây là con ốc, đây con máy của mình dùng bằng lục giác 5. Thì các bạn dùng, các bạn mở con ốc ra. Sau khi các bạn mở con ốc ra thì cái chân vịt giữa của mình nó sẽ rơi xuống. Nó sẽ làm trạng thái đứng im. Rồi bây giờ cái chân vịt giữa của mình nó đang trạng thái đứng im này. Đó. Nếu mà nằm trong trạng thái đứng im này thì là mình lúc mình may nó sẽ không đi được hàng. Nó chỉ giữ hàng, nó không nhả hàng được nhá. Đấy, thì để chỉnh được cái này thì anh em chỉ cần là quay răng cưa lên cao nhất. Rồi chúng ta gạt gối lên. Rồi các gạt gối lên, các bạn điều chỉnh làm sao cho cái mép dưới của cái chân vịt của mình nó nằm trên răng cưa khoảng 0,5 mm. Tức là nằm trên răng cưa nhá. Cái mép dưới của chân vịt giữa nó sẽ nằm trên răng cưa của mình là 0,5 mm. Lưu ý các bạn đừng để cao quá hoặc để thấp quá. Rồi sau khi chúng ta đã cảm thấy chuẩn rồi thì chúng ta sẽ dùng lục giác. Rồi chúng ta sẽ dùng lục giác 5. Mình siết con ốc ở trên đầu máy lại. Rồi mình sẽ dùng lục giác 5 nhá. Mình siết con ốc lại. Sau khi siết thì các bạn lại kiểm tra lại một lần nữa. Mình quay một lần nữa xem khi trong quá trình mình siết nó có bị xê dịch hay không. Nếu bị xê dịch thì các bạn lại chỉnh lại cho mình nhá. Đây nó trong nó khi các bạn siết rồi thì nó sẽ làm trong cái trạng thái trên răng cưa khoảng 0,5 mm là ok. Rồi. Rồi tiếp theo là mình phải chỉnh đến độ lén của chân vịt. Đây là hai cái lén chân vịt, một là lén chân vịt giữa và cái thứ màu đen này là lén chân vịt rìa, là chân vịt bới. Thì bị cào manh là nó do cái chân vịt bới của mình. Thì các bạn phải giảm độ lén của chân vịt đi, tức là mình xoáy lên, đừng lén xuống nữa. Chúng ta điều chỉnh làm sao? Là đừng có lén quá và đừng có lới quá nhá. Các bạn chỉnh làm sao cho vừa phải để mình may cho nó dễ. Rồi mình lưu ý là mình phải lới chân vịt rìa ra. Và thứ hai là con tiếp theo là con ốc ở bên hông máy này. Con này là điều chỉnh độ bới và độ bám của răng cưa với lại chân vịt. Thì trước sau khi anh em mở con ốc này lên thì mình có thể xê dịch lên xuống được. Đẩy xuống. Đây, nếu con ốc mà đi xuống nhiều thì cái độ bám, đấy, độ tì của chân vịt bới của mình với hàng thì nó càng mạnh thì nó sẽ gây đến tình trạng là cào manh cao.
lên đã. Trong trường hợp này thì mình sẽ cho cái con ốc này lên, cho cái ốc này lên cao nhá, quá giữa đấy, mình cho 64 đấy, mình cho lên cao nhá. Thì mình cho lên cao này, mình sẽ giảm cái độ bới của chân vịt đi đấy. Giảm cái độ tì, cái độ tì của chân vịt với lại hàng ấy nhá. Đối với các hàng mỏng, cái hàng dễ xước sơn, dễ bị cào manh thì các anh em lưu ý là phải cho con ốc ở lên cao. Trong trường hợp cho lên cao ấy, cao quá thì nó sẽ bí hàng, chạy rất bị nó rất lặng máy. Rồi sau khi điều chỉnh được rồi thì anh em sẽ siết con ốc lại. Là ok. Rồi đây mình tiếp theo mình sẽ chỉnh đến cái, mình sẽ chỉnh cái đến cái chân vịt rìa này nhá. Anh em chỉnh làm sao khi nó nhau và tận cùng thì anh em lưu ý này, để ý này, xem cái chân vịt rìa của mình nó có chạm vào cái gáy sau của chân vịt giữa hay không. Đấy. Khi các bạn chỉnh nhá, nó nhau và tận cùng thì cái chân vịt rìa này nó phải cách cái gáy của chân vịt giữa khoảng 5 ly. Đấy. Cái mép, giữa mép của chân vịt giữa và cái mép sau của chân vịt rìa nó cách nhau khoảng 5 ly. Này, cái này nó ăn theo cái răng cưa của mình nhá. Răng cưa của mình đi đến đâu thì chân vịt mình đi đến đấy. Thì đây mình sẽ dùng con lục giác 5, mình mở con ốc này ra. Mình có thể là di chuyển là lên xuống, tiến lùi của cái chân vịt bới nhá, chân vịt ngoài nhá. Thì chỉnh thế nào? Thì các bạn này, cái chân vịt ngoài nó ăn theo răng cưa này, răng cưa đi đến đâu chân vịt đi đến đấy. Thì các bạn điều chỉnh làm sao? Cái chân vịt của mình nó sẽ bằng cái mép ấy, mép chân vịt của mình nó bằng mép răng cưa là ok. Cái chỗ tay mình chỉ nhá. Đó, mép sau của chân vịt với mép sau của răng cưa nó bằng nhau. Là ok. Rồi sau khi các bạn điều chỉnh được rồi. Đấy, các bạn điều chỉnh được cái mép chân vịt và mép răng cưa nó bằng nhau. Thì chúng ta sẽ siết con ốc lại. Siết chặt con ốc lại nhá. Nhiều quá nhỉ. Rồi sau khi mình chỉnh thì cái hàng của mình nó đã hết cái tình trạng là bị có một vệt trắng, và trong cái góc mình quay nó sẽ không bị nhay góc và bị cào may nữa. Trong cái trường hợp các bạn may mà thấy một cái vết trắng bất thường thì anh em phải kiểm tra lại. Đấy, nó nguyên nhân là nó do chân vịt và răng cưa của mình nó gây tình trạng cào manh. Thì mình xin tóm tắt lại cái nguyên nhân cào manh và cách khắc phục. Khi bị cào manh thì anh em trước tiên anh em phải kiểm tra đến răng cưa của mình. Đấy, xem nó cao quá hay thấp quá không. Cái răng cưa của mình lúc cao lên cao nhất nó phải nằm trên mặt nguyệt, nhô khỏi mặt nguyệt khoảng 2 ly. Và cái thứ hai là cái độ bước đi của chân vịt của mình. Thì các anh em chỉ cần quay răng cưa lên cao nhất, kiểm tra xem cái mép dưới chân vịt của mình nó phải nằm trên cái răng cưa khoảng 0,5 mm. Rồi. Tiếp theo là mình phải kiểm tra cái thứ hai, là mình phải kiểm tra độ lén của chân vịt giữa và chân vịt ngoài. Làm sao anh em phải giảm cái độ lén của nó đi nhá. Cái thứ ba là mình phải kiểm tra đến cái độ bám ấy, con ốc này, cái độ bám của răng của chân vịt bới với hàng. Đây, các anh em lưu ý là khi mình bị, đối với các hàng mỏng, hàng dễ bị xước, bị cào manh thì các anh em sẽ lấy con ốc ra, các bạn sẽ di chuyển lên cao một tí nữa, các bạn đừng cho xuống thấp quá. À, ok. Đấy, các bạn chỉ lưu ý là kiểm tra răng cưa này, bước đi của chân vịt này. Đấy. Mà một khi máy của mình, cam của mình chỉnh đã chuẩn rồi này, cam chân vịt này,
cam răng cưa đã chuẩn thì mình chỉ cần chỉnh các thao tác như của mình hướng dẫn là ok. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và nhớ bật thông báo để nhận video mới của mình ra. Các bạn xem video của mình thấy có gì thắc mắc hoặc có ý kiến gì, các bạn xin hãy đóng góp ở phần bình luận. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Quá quay lúc này hết nhớ rồi thì ấy nhiều quá.